Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lòng Chim Anomix. Thì hôm nay mình có một cây lồng nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Đây là cây lồng trào màu vuông, bo góc, che già, phong cao, nang khích, chống bụi chụp rất là hiệu quả. Và đặc biệt là rất là đẹp, nhìn nó rất là cool Thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người để mọi người biết được một cái mẫu rất là đẹp và rất là đáng yêu này Thì nhìn chung đây là một cây lồng bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn. Bây giờ về cái phần móc, mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái phần móc. Móc là móc đồng thau của Trung Quốc, chạm chuyện hai mặt, mặt trong này, mặt ngoài. Toàn bộ cái phụ kiện trên cây lồng này là phụ kiện Trung Quốc thôi mọi người ha. Thì nhìn chung mà mình nhìn vô các cái phụ kiện của Trung Quốc á, cái điểm đầu tiên mà đập vô mắt mình đó là rất là đẹp, rất là bắt mắt, nhìn nó rất là sang chảnh ha. Nhưng mà nói chung đây là cây lồng cũng bình thường thôi ha mọi người ha. Bo góc mọi người thấy á, nói chung nó đẹp mà đẹp thường thôi, chứ cũng không có đẹp gì quá đáng mà ghê gớm lắm đâu ha. Nó chỉ có cái nét duyên, dễ thương, đáng yêu, nhìn nó rất là xinh. Mình giới thiệu cho mọi người đó là phần nóc. Các cái viền của cái lồng này đều BB nha mọi người, đặc biệt là cái viền chính nè, viền chính đây thì bi dây thần, còn lại các cái viền khác thì bi thôi. Cửa nè, cửa chạm hoa thị, toàn bộ cái lồng này chạm tay nha mọi người ha, rất là sắc nét. Đây, đây là cái phần cửa chính, cũng là chạm hoa thị, chạm tay. 8 cái cửa sổ và kẹp của cái lồng này cũng là chạm hoa thị, che già, viền bi, kẹp bi. Đây là cái bộ chân, bộ chân nè, chạm rất là đẹp, chân này là chân bo góc liền khối ha. Chạm tay đẹp, dễ thương. Đây là cái bộ cống, bộ cống thì mọi người thấy ha, đây mình quá mình bỏ bộ cống tàu vẽ tay vạn hoa, men xanh, tráng kim của Củ Châu, Trung Quốc, lên cho nó nổi bật cái lồng chút, chứ cái lồng này nó cũng bèo quá. Lắp mấy cái cầu lên trên cho nó duyên ha. Cầu thì mình gắn ba cầu thẳng của cái lồng này thì đều là chạm bi dây thần, và hai cây cầu gốc ha cũng chạm bi dây thần luôn. Rồi, đó là về mặt trước. Còn mặt bên hông của nó thì có gì đâu, nó cũng y như mặt trước thôi. Về phần chân, phần bi, phần viền đồ y nhau hết ha. Cũng vậy, có cái này là cái bộ bờ là cũng chạm hoa thị, che già ha, rất là đẹp, rất là sắc nét. Mọi người nhìn đây, mọi người thấy nè, đẹp ha. Tay cống này sơn phỉ sẫm, bộ cống vạn hoa tráng kim, vẽ cả lọt lòng ở trong luôn, rất là đẹp, rất là duyên ha. Vậy thôi, chung cây lồng này đẹp sơ sơ vậy thôi, đẹp tương đối nhẹ nhàng, đẹp dễ thương, đẹp lạ. Đó, người thấy ha, đó mình đang quay thấy rất là thoáng. Khi mà cho con chim vô đây, vừa cái phong cao rộng rãi mà cái phần trên đây, đặc biệt là những cái chú chim nào mà lên nang bu chụp nhiều thì cứ vô đây đi rồi thấy cảnh thôi, nản hết muốn chụp. Này xích ở trên, ở dưới thì vẫn là thưa nha mọi người, trên khích dưới thưa, rất là đẹp, rất là rộng rãi. Mọi người mà quan tâm đến cái lồng đáng yêu này thì cứ liên hệ với mình bất nha mọi người. Một lần nữa mình xin nhắc lại website là minhongbích.com và cái fanpage là lồng chim Minh Ống Bích ha, rất là đẹp. Anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.